Này thiện hiện chẳng phải pháp vô tánh, trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp hữu tánh, trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp vô tánh, trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp hữu tánh, trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp tự tánh, trụ pháp tự tánh, chẳng phải pháp tha tánh, trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tự tánh, trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tha tánh, trụ pháp tự tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp ấy đều chẳng thể nắm bắt được. Pháp chẳng thể nắm bắt được thì sẽ trụ nơi nào? Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng các pháp không như thế tu chuyển các pháp, cũng có thể như thật chỉ dạy hữu tình. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì đối với Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả thánh chúng đều không lầm lỗi. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả thánh chúng đối với pháp tánh ấy đều có khả năng tùy giác, đã tùy giác rồi vì các hữu tình tuyên thuyết không sai lệch. Tuy vì các hữu tình tuyên thuyết các pháp nhưng đối với pháp tánh không chuyển không vượt. Vì sao? Này thiện hiện, vì thật tánh của các pháp, tức là pháp giới chân như thật tế, pháp giới chân như thật tế như thế đều chẳng thể chuyển, chẳng thể vượt. Vì sao? Vì pháp giới chân như thật tế như thế đều không có tự tánh để có thể chuyển vượt. Hết quyển thứ 382.